hay tắt điện gì nó cũng vậy à. Ai đi. Rồi bấm lên. Để em vặn thế nào thì đó thì kéo ra thôi. Điều khiển chủ yếu là điều khiển đó. Đầu chưa? Rồi bấm vô. Ở dưới này đúng không? Ừ. Bấm ở giữa. Rồi từ từ để cho nó hoạt động nhanh. Rồi đúng không? Bấm vàng. Còn cái này số 1. Ừ. Rồi nhấn vô. Bàn kia thì mở thôi. Rồi. Rồi.